Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây treo trang trí phòng như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi. Wow, nhìn rất là xinh đó mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chia nhỏ, mình cũng sẽ dán ra những cái chỗ hở này. À mà nó hơi kín rồi nhé mọi người ạ, nên mình sẽ không chia nữa nhé. Mình sẽ chuyển sang mình dán trang trí cái mặt đằng sau nhé. Chứ đằng trước này như vậy là kín là ok đấy, bây giờ mình sẽ dán mặt sau để hai mặt nó giống hệt nhau ấy. Đây, mình sẽ trang trí mặt này nhé mọi người. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đính mặt sau giống hệt cái mặt trước rồi nha mọi người. Đây, để làm cho cả hai mặt giống nhau, y hệt nhau. Đó, mọi người thấy không? Sau khi mà mình đính cái chấm chấm màu hồng này lên á, thì cái dây treo của mình nó lấp lánh, nó nổi bật hơn nhiều ấy. Đây này, đó, đúng không mọi người? Nó xinh rất là nhiều. Bây giờ mình tiếp tục mình đính lên đây. Thì ở đây là mình dùng cái màu hồng nhạt đấy, thì mọi người có thể sử dụng màu khác ấy. Ví dụ như là màu bạc này, hoặc màu vàng cũng là nổi mà nó cũng hợp ấy. Mình tiếp tục mình đính vào chính giữa. Mình sẽ đính vào các cái điểm của các cái góc hồi trước. Đấy, sau đó thì mình đính ra xung quanh. Đó, mọi người cứ đứng lần lượt cho đến hết nhé. Đó, mình đính vào. Đấy, mọi người nhìn hai bên giống nhau chưa? Rất là xinh giống nhau ở đây này. Mình còn vài cái điểm nữa là mình xong nhá. Mình sẽ xem là mình đính vào cái có nên đính thêm vào cái hình ở trong không nha mọi người. Hay là đính ở ngoài thôi thì cũng xinh rồi. Đây, nếu mà đính ở trong như này cũng không hợp mọi người. Vậy thì mình sẽ dừng ở đây nha, những cái này mình sẽ bỏ đi. Đây, như này đã rất là xinh rồi ấy.
Bây giờ mình sẽ gỡ những cái keo nó định dính ở trên này ấy, mọi người này. Những cái keo nó dính này. Mọi người dịch hết ra để cho cái dây chảo của mình nó đẹp hơn nhé. Đấy. Bỏ hết đi. Bây giờ mình sẽ phủ cái này xuống cho nó lại dính lại vào trong cái dây nhé. Được xong là mọi người phải phủ đi hết lên cho mình. Rồi. Đây là cái dây treo trang trí mà mình đã hoàn thành xong mọi người ạ. Rất là dễ thương. Đó. Đây. Mọi người có thể treo trang trí ở trong phòng của mình. Mọi người trang trí bằng nhiều màu sắc khác nhau thì rất là đẹp nhá. Ở đây là mình kết hợp 3 màu thôi. Còn nếu mọi người thích thì mọi người có thể kết hợp nhiều màu hơn. Ví dụ như là những cái hạt này này, mọi người kết hợp nhiều màu sắc khác nhau ấy để đan xen cũng rất là đẹp nha mọi người. Đây. Đây là sản phẩm sau khi mình làm xong. Đấy. Thì mọi người tham khảo để làm ra những cái sợi dây treo trang trí phòng thật là đẹp nha. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây treo trang trí hình thoi như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một sợi dây trang trí phòng dễ thương nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là một chút cái sợi dây kim tuyến như thế này. Mình sẽ sử dụng làm dây treo ấy. Thì mọi người có thể sử dụng dây khác cũng được nhá, miễn sao là nó mảnh nó nhỏ như thế này là được này. Đấy. Thì mọi người có thể thay thế bằng cái sợi dây tết vàng cũng được nhá. Mình cần có bút chì, thước kẻ, kéo, keo nến. Tại vì mình sử dụng là cái xốp này ấy, mọi người. Đây là xốp nên phải dùng keo nến mới dán được nhá. Và mình cần thêm một chiếc đục lỗ như thế này. Mình sẽ đục những cái hình trang trí để cho cái dây treo của mình nó đẹp hơn đấy mọi người. Ở đây mình sẽ sử dụng là xốp nhũ. Màu sắc là xanh, đỏ và bạc như thế này. Đó. Thì đây là màu sắc mà mình sẽ phối với nhau. Còn các bạn có thể phối theo ý thích nhá. Các bạn thích màu nào các bạn phối màu đấy. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Mình sẽ lật úp cái mặt này ra. Tại vì mình phải vẽ trên đây mới vẽ được. Còn cái mặt nhũ kia thì không vẽ được đâu mọi người nhá. Mình sẽ vẽ cái một cái hình vuông nhá. Đó, cái này đi cho dễ.